câu hỏi là cây thuốc nào điều trị chứng bệnh hay quên suy giảm trí nhớ ạ? Chờ bạn để cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ hay quên thì hiện nay có cây thông đất là một trong những cây thuốc nam rất là tốt trong việc giúp cải thiện trí nhớ. Mới đây thì có rất là nhiều các nghiên cứu về cây thông đất. Giới khoa học đã tìm ra khả năng cải thiện trí nhớ hay bệnh Alzheimer. Tác dụng của cây thông đất tốt đến mức tại Mỹ người ta đánh giá nó thậm chí còn tốt hơn cả một số loại thuốc đang được bán trên thị trường. Ở Việt Nam thì công trình nghiên cứu của giáo sư bác sĩ Hoàng Cầm đã tìm ra cây thông đất ở cao nguyên đá Đồng Văn. Đối tượng sử dụng cây thông đất là những người mắc bệnh teo não, sa sút trí tuệ, Alzheimer, người mắc chứng bệnh động kinh, người mắc chứng bệnh hay quên, người bị men gan cao và nóng gan. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.